Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ lập nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn từ nay đến Tết Nguyên đán 2024. Qua đó, lực lượng sẽ chia làm nhiều cụm với các chốt kiểm tra nồng độ cồn khu vực trung tâm và 5 cụm ở vùng ven. Kế hoạch chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn sẽ được thực hiện cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường và địa bàn phụ trách. Ngay tối ngày 12 tháng 1 của ngày đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập 26 chốt kiểm tra nồng độ cồn trên 1.000 phương tiện, trong đó xử lý 33 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 250 triệu đồng, tạm giữ 33 phương tiện, tước 23 giấy phép lái xe. Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, lực lượng sẽ chia làm nhiều tổ, tập trung kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường vào trung tâm các huyện, thị xã, thành phố và vùng lân cận. Các cụm này thực hiện kế hoạch chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường và địa bàn của các đội, trạm mà cụm đó đảm trách. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động đổi địa bàn tuần tra kiểm soát luân phiên khu vực tuần tra đảm bảo nguyên tắc không bị trùng lặp hoặc bỏ sót địa bàn. Việc triển khai theo cụm sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông do nồng độ cồn chất kích thích gây ra.